Ngày 23 tháng 2, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ, Hà Nội đã tổ chức cưỡng chế di rời các du thuyền nhà nổi ở Hồ Tây. Việc tổ chức cưỡng chế di rời du thuyền nhà nổi ở Hồ Tây thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, dựa trên văn bản thông báo số 38/TB-UBND ngày 7 tháng 2 năm 2017, truyền đạt kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc nạo vét cải tạo môi trường nước Hồ Tây. Việc tháo dỡ được thực hiện trong tháng 2 năm 2017. Sau đó, nhà chức trách quận Tây Hồ sẽ lắp đặt lan can tại khu vực số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi, vị trí tập kết toàn bộ phương tiện thủy nội địa tại khu vực Đầm 7, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. Trước đó, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo, chỉnh trang, quản lý và khai thác khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch văn hóa tiên tiến, có điều kiện kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí và có hệ thống xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ căn cứ chỉ đạo của Thường trực Thành ủy chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí, nuôi trồng khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây, xác định vị trí tập kết, tổ chức di rời các tàu, thuyền, phương tiện nổi, xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di rời triệt để các phương tiện này khỏi Hồ Tây, tháo dỡ các cầu, sàn nổi trên Hồ Tây